Khoan, nói chuyện cho má đi để má giả lơ. Bắt lấy con lại, đem con về nhà với ba. Bây giờ ba hết homeless rồi. Ba hết homeless rồi. Nội ăn cướp ba mà ba sẽ đem con về nhà lại. Bây giờ ba có tiền mua sữa rồi con ơi. Tạ con lại đó, con nói rồi á.